tin Tổng giáo phận Huế, thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Hồn xác lên trời tại thánh địa La Vang. Lúc 5 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 8 tại thánh địa La Vang, thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Hồn xác lên trời đã diễn ra. Cả một quảng trường rộng lớn trước lễ đài đã chật kín người từ khắp nơi về tham dự. Đoàn đồng tế có 4 giám mục và khoảng trên 150 linh mục trong và ngoài nước Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh là chủ tế thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe nêu lên ý nghĩa của thánh lễ. Thánh lễ này vừa là thánh lễ cao điểm, vừa là bế mạc cuộc hành hương truyền thống thường niên. Ngài cũng mời gọi mọi người tạ ơn Chúa và mẹ về muôn phúc lộc mọi người nhận được trong cuộc hành hương. Cùng cầu cho giáo hội Việt Nam vượt qua muôn vàng khó khăn, cầu cho các gia đình trẻ tìm được hạnh phúc theo định hướng mục vụ và xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ ban cho mọi người bình an trên con đường trở về. Trong phần giảng lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe đã dùng tâm tình diễn tả nỗi lòng nhung nhớ của những người con xa mẹ của nhạc sĩ Y Vân trong bài hát Lòng Mẹ để nói lên tấm lòng thảo hiếu, mong chờ quay về đây bên mẹ của đoàn con cái mẹ. Ngài khẳng định, trong đời của mỗi người, ai cũng từng nếm mùi ê chề, phiền muộn và bế tắc. Nên chủ đề của năm nay, mẹ La Vang, mẹ của những ai gặp thử thách, rất phù hợp với tất cả mọi người. Ngài biết ai về đây cũng muốn trút hết gánh sầu tâm tư cho mẹ, gánh sầu của bản thân, gia đình, đất nước và thế giới để rồi thành tâm xin mẹ đoái thương. Ngài cho thấy mọi người có đủ cơ sở để kêu cầu mẹ như vậy là vì chính mẹ đã hiện ra cứu chữa giáo hữu bị bách hại nơi đây. Từ đó, La Vang trở thành linh địa, trở thành điểm hẹn thân thương của hàng hàng lớp lớp khách hành hương. Bao nhiêu người từ La Vang trở về đã mang theo đặc ân của mẹ, nhận được ơn hoán cải, thấy nơi mẹ hình bóng của người hiền mẫu dịu dàng, gần gũi và bao dung. Kết thúc bài huấn từ, Đức Tổng giáo mục Du Xe cầu chúc mỗi người trở về đem thiên đàng của mẹ về cho gia đình, cho cộng đoàn, cho muôn người và muôn nơi sau lời nguyện hiệp lễ cha mikae phạm ngọc hải quản nhiệm trung tâm hành hương đức mẹ la vang dâng lời cảm ơn đức tổng giám mục du xe cảm ơn quý đức cha quý cha quý dòng tu nam nữ các giáo sứ và nhiều ban ngành khác nhau và tất cả mọi người cùng tham dự hành hương vì công trình xây dựng vương cung thánh đường đức mẹ la vang vẫn còn đang xây dựng nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện nên không thể tránh khỏi những thiếu sót rất mong tất cả mọi người thông cảm và hẹn gặp lại trong những dịp tiếp theo. Sau cùng, theo đặc ân của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Du Xe Chủ Tế ban ơn toàn xá cho mọi người đang hiện diện, cũng như theo dõi Thánh lễ này qua các phương tiện truyền thông.